Xin chào mọi người. Nước hôm nay thì nó hơi lớn hơn một ngày chút xíu nha. Nước này mà đi nó còn lên nữa là chiều nay về là hơi căng luôn á. Đang đi tìm chỗ câu các bạn, nước nó hơi đục đục mà mọi người thấy không? Mấy hôm trước nó có mưa, mưa nhỏ thôi. Ngồi đây nè. Con gì đây các bạn ơi? Nó vừa nhảy lên người mình. Con này như ăn thịt được nè. Phải không? Dế gì nè. Rồi mình neo thuyền xong rồi. Thì mấy bữa nay đi câu những cái bãi nó hầu như là không có cá luôn bạn. Nó mớm đặc luôn. Thì đặc điểm của những cái bãi đó là mình khuyên các bạn từ xa tới câu luôn. Thì cái mùa này á, mình đi câu những cái bãi nào mà mình thấy nó cạn quá thì mình rút quân đi, mình đi chỗ khác đi. Mình đừng có ngồi mình gồng, gồng cỡ nào cũng không có cá đâu. Tại vì nó cạn, nó trong á, cá hầu như là nó sẽ không có vào những cái khu vực đó. Còn cái chỗ này thì nó cũng có độ sâu một chút nè. Với lại hôm nay nước thì nó cũng đục đục lại, hơi đục lại. Đó. Ok. Một trái sung chín nó trôi quá chừng luôn. Thì ở đây mình sáng mình mới mua hai bịch này nè. Hai bịch mồi câu. Hai bịch này là 80 ngàn nha các bạn. Bây giờ mình mở ra mọi người xem nha. Câu mồi con này là con địa long nha. Đây. Đó. Con này con địa long nè. Đùa chứ con trùng hổ nha mọi người. Địa long là cái tên mà bữa có ai đó bình luận á, mình thấy á, mình mới biết á, địa long á. Đây trùng to nè. Rồi cái bịch này là trùng nhỏ. Đó. Đây, cục nữa nè. Thì mình mua như đây mình có thể câu được 2-3 buổi câu vậy đấy. Mới hết nha, 80 ngàn. Mùa này thì phải mua vậy thôi chứ không thì đâu có đâu mà câu. Còn nếu mà không muốn mua á, các bạn thấy nhà ai mà nuôi bò, nuôi heo rồi đó, mình vô mình xin. Có quen ai mà nhà nuôi bò, nuôi heo á, mình vô mình xin, mình đào á. Trong đấy thì nhiều. Rồi. Đây, ra cây mồi địa long trước nha. Địa long. Mình đùa các bạn. Đừng có tưởng mình nói thiệt đó nha. Nhiều ông cứ nói thế mấy ông vô chửi mình đấy. Rồi. Ok, một cây. Đang uống nước. Im rồi, im ru rồi. Sảy rồi. Chì nhẹ quá để mình đổi chì cái đã. Kỳ ta, đêm quá ta. Ủa? Chặt. Chứ mình thấy nó không có bình thường cái sợi dây các bạn. Ôi, chặt đầu tiên nha. Thế. Không có giật các bạn ơi. Chả biết ăn không. Nuốt lưỡi rồi. Con này khỏi sảy luôn. Ôi. Nét quá. Rồi. Nuốt lưỡi rồi. Con này bao sảy luôn, khỏi sảy luôn. Nhỏ các bạn. Dài, chặt mùa này nó ốm, nó dài ha. Mình chặt mùa nước thì nó sẽ mập hơn, nó ngắn ngắn hơn. Này. Con địa long nhỏ đổi con địa long lớn. Ok. Thả lại đấy. Mồi trùng vẫn là ổn nha. Cái mồi này im quá. Đó. Mày ui. Ui con này nặng nghe. Nặng các bạn ơi. Con gì đây? Ui con bóng này. Wow, bóng tượng các bạn ơi. Rất là lâu rồi mới câu ngoài sông mới câu được con này đây. Con này nó ăn 3 ngày đúng không? Này mình hồi năm ngoái mình dăng câu suối nó hay ăn đêm các bạn ơi.
bên ăn ban ngày đây. À, to. Úi xôi. Để cho mọi người xem. God. Đây. Ủa, đẹp chưa? Cái con này, cái lực táp của nó cũng ghê lắm nha các bạn. Cái hàm nó nè, mình cày ra mình cũng sợ nó táp đấy. Đây. Cái hàm nó nè, răng nhiều lắm. Con này nó táp ghê lắm. Hôm nay lại ăn mồi địa long của mình. Rồi cho giỏ luôn nhá. Đã không? Con này thịt nhiều nha. Mình về có thể là kho. Con này là kho nè. Hoặc là mình nướng lên mình chấm với ớt ăn cũng rất là ngon. Hoặc là mình nấu cháo ha. Câu con cá lên, không ngờ là câu được nó đấy. To đó. Đang em chắc nay là nước đục cái anh lại ra anh ăn đấy. Bình thường thì câu phải giấc tối ấy. Tới tối thì nó mới gặp nó. Mình thả lại nha. Chắc là đầu tư thêm cần câu để tập trung đánh trùng luôn. Dạo này đánh trùng khá là ổn. Ok. Hết mồi luôn. Cá ăn kiểu gì vậy? Cái gì đây? Ủa? Nhưng có hả? Có. Thêm một con chạch nữa. Ăn mà không giật các bạn ơi. Mấy con này hôm nay Hai con chạch đầu không giật này. Đây, con này to hơn con nãy nha. Ây xời. À, đây các bạn ơi. Con này to hơn con nãy nha. Đấy, ngon chưa? Nuốt lử hết trơn à. Ăn rồi nằm im dưới. Tao không sợ mày luôn ấy. Này. Cho giỏ luôn nhé mọi người. Còn này về chiên giòn rồi. Lại rai vài lon bia là quá thơm. Ồ, cái cầu màu xanh bên phải các bạn. Dây nó giật rồi đó. Đấy, rung rồi. Thấy không? Rồi. Kéo. Có. Kéo này. Ồ, có. Con gì đây? Ăn kiểu như chạch nữa các bạn ơi. Ú, nó nữa nè. Ú, rồi. Rồi, đúng bữa chạch rồi các bạn ơi. Rồi. Ú, nó ăn hai lưỡi vào trong miệng luôn rồi. Ô, cái này mà kiểu xảy kiểu gì được các bạn ơi. Chảy máu rồi. Hai lưỡi câu vô miệng hết rồi. Con này to nhất rồi á. Bữa nay có chạch về nhậu rồi các bạn. Ngon à. Mập hơn này, con này mập hơn hai con kia. Rồi. Ok. Đúng bữa chạch rồi. Nó biết mình đang tóm lưỡi mới thì sao, nó nuốt hết hai lưỡi luôn để cho mình thay thẻo mới luôn á. Ok. Ui, cái cần xanh chuối cũng ăn rồi các bạn. Đang tính tục ăn câu lại. Ủa, dính cái gì hay cá mà nặng thế? Dính gì á? Mấy đầu nặng bây giờ nhẹ lại rồi. Ui, lại chặt nữa. Ơi, cái này nó ăn hồi nãy mình cắt hết một lưỡi rồi, mình chưa kịp tóm lưỡi thứ hai nữa mà giờ ăn lại còn đúng một lưỡi các bạn ơi. Bốn con chạch nha. Ê, con nào nuốt lưỡi á, nãy ngồi tóm thẻo. Con này vàng ống cái này đẹp nhất này. Con này tuy không to nhất nhưng mà đẹp nhất nha. Vàng ống này rồi, bốn con rồi. Cái này mà nướng hoặc là chiên giòn lên có bắt đầu ấy là nước mắm me á. Đây, bia lạnh. Tới công chuyện luôn rồi. Ok. Tiếp tục. À. Nước ở đây là cái chỗ này là nước nó xoay vòng tròn nha các bạn, nước quẩn chứ không phải là nó xuôi chiều á. Lại nó có độ sâu. Hơi đục. Ok.
cái bãi này thì nhưng mà nó nơi cá nó tụ đấy. Nói thế thôi chứ có bữa ngồi cũng chả con nào ăn, nhưng mà ngồi đây thì xác suất nó sẽ cao hơn những chỗ khác, xác suất mình câu được cá sẽ cao hơn những chỗ khác. Sắp vào mùa mưa rồi thì dầm trời nè các bạn, đấy, mây đen nó kéo từng gần ha, trời cũng không nắng, thì chiều nay có thể là mưa, sắp vô mùa mưa rồi, sắp được câu cá lăng thoải mái. Mùa năm ngoái dứt được mấy con cá lăng to to không, năm nay ráng săn hàng khủng nha. Bây giờ đánh thêm cần nha các bạn, mình mới mua một con máy mới đây, thì con này là con Shimano FX4000. Đấy, cái máy với mẫu mới đó thì màu vàng nhá. Thì mình khuyên luôn, các bạn nào mà mới bước vào cái nghề câu á, mình muốn không có biết là mua máy nào á, thì mình nên mua cái máy này, riêng mà câu sông nha các bạn. Thì nó trong tầm giá khoảng 400 mấy thì đây là một cái máy rất là chất lượng. Đó, mình thì xài hay xài con AX cơ. AX chứ không phải FX. AX thì nó mắc hơn. Nhưng mà con FX này mình mới tập câu, mình vào mình chơi con này cũng được rồi. Mua khoảng 400 mấy nha các bạn, tùy vào cái chỗ bán thôi. Đó. Thì mình chọn Shimano. Ok. Thôi mình di chuyển một chút nha các bạn. Thấy nó cũng im mà nó cũng bớt ăn. Đi di chuyển một chút mình đổi điểm câu nha. Chỗ mới nha các bạn ơi. Mình cũng di chuyển một chút xíu thôi chứ không có xa. Thì bữa nay nước nó sợ tí nữa nó lớn về khó. Mình đi gần à. Hình như có này. Ui có. Đúng rồi, cái dây dùng. Con gì đây? Nghe nhẹ nhẹ nè. Ô, con gì đây? À, chốt các bạn ơi. Chốt thì vàng khẽ này. Nó móc bên ngoài chứ. Nó móc bên ngoài miệng các bạn. Nó không có móc ở trong á. Nằm đơ ra rồi. Nó bị đau nó đó. Au. Cá chốt này nó ăn từng đáy các bạn, nó rà rà dưới đáy nó ăn á, nó bơi kiểu gì mà móc vô ngay miệng luôn. Hình như có gì nè các bạn, ăn không có giật đâu biết đường đâu, có nữa nè. Ủa chốt nữa nha, nó quay. Ủa phải là con lăng vàng á, cá lăng các bạn, đây lăng vàng không phải chốt. Như có gì nè các bạn, ăn không có giật đâu biết đường đâu, có nữa nè. Ủa chốt nữa nha, nó quay. Ủa phải là con lăng vàng á, cá lăng các bạn, đây lăng vàng không phải chốt. Con này nhỏ quá chắc thả rồi. Rồi tiên sư nó nuốt cả hai lưỡi vào miệng luôn rồi. Nuốt cái này gỡ kiểu gì được. Đây, cá lăng nha các bạn. Cắt thẻo rồi. Gì trời. Cá. Đây. Dướng khúc tre rồi. Một con thác lát nha các bạn ơi. Cần dài kia là dướng khúc tre chà bá rồi. Để mình gỡ thuyền mình xuống thôi. Đây, to chưa. Thác lát nha. Mình phải gỡ cái thuyền ra mình mới lấy được chứ. Không kéo lên nổi đâu các bạn. Đây, túi cá các bạn ơi. Toàn cá ngon thôi. Mới phải đổi chỗ một lần nữa. Hồi nãy nó dướng cái gốc tre dưới nước không câu được. Đây, bài mới nha. Ngồi đây nữa, tí nữa về. Cũng trưa trưa rồi. Ui, cần dài kìa. Rồi, mày hả bưởi. Có. Con gì đây? Vừa xuống rồi. Mới xuống được có 2 cần thôi à. Đó nha. Ôi dảnh. Yeah. Dảnh ăn trùng nha mọi người. Bổ sung thêm một con vô túi cá.
ngon lành. Ok, con này cũng được bự các bạn này. Ok, lăng nha, con này thả về lăng vàng này. Này các bạn, lăng vàng nha, chứ không phải cá chốt mà nhìn giống giống giống. Thả về. Con gì đây? Dẫn. Ăn hả mày? Rút cần hả mày? Ngon. Ok. Canh canh hả mày? Thấy nó cứ việc gì nhúng 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 phao. Con dẫn nha. Ok. À, mình rút quân nha mọi người. Bây giờ trưa nắng quá rồi, không ngồi nổi đâu. Cá thì cũng đủ ăn rồi, cá ngon không à. Tí nữa về bãi mình sẽ quay lại mọi người xem nhé. Bây giờ lo tranh thủ giọt ấy, chèo thuyền về nữa. Mình về tới bãi rồi các bạn ơi, mình sẽ đổ cá đây nha. Mình không có chỗ đựng đổ ngoài, nó bòm lum á, nó nhảy. Hồi lúc 9-10 giờ thì nó mát rượi mà bây giờ nó nắng ngon không nổi. Nè, 4 con chạch nha các bạn. Dảnh nè. 4 con cá chạch. U, con bóng này nó cũng đừ luôn rồi các bạn. Bóng này nó cũng mệt luôn rồi. Bóng tượng này. Ô, 4 con chạch nha. Với mấy con linh tinh này. Thì cái túi này nó hẹp quá, cá nó bỏ vô đây nó bị ngợp, nó không có khỏe được. Đó, ngon không? Cái này là được mẻ nướng rồi đó. Ok, đây là thành quả của một buổi câu bằng mồi con địa long nha. Đây, xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất nhiều. Trễ rồi, mình cũng về cơm nước rồi. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye bye.